Quá đẹp trai. Yeah, quá đơn giản. Tao là xạ thủ đây. Vậy mà hụt quá. Sao hung dở mày. Thôi bắn lại cho nó ai. Yeah yeah. Vậy mới đúng là xạ thủ chứ. Ủa, chưa bắn mà ba. Muốn gì đây? Muốn gì đâu. Lụm cây súng đâu đẹp vậy? Mới mua đó. Thích bắn lắm hả? Bây giờ tôi với bạn ra sân thi đấu nè. Dám chơi không? Chơi chơi. Đi. Ê, bây giờ chơi cái gì đây? Bây giờ ai thua, hết đất 5 cái, dám chơi không? Chơi thì chơi, sợ ai? Vô! Bắt trước đi con bò. Bò hả bò? Bôi anh này cưng. Yeah. Đi đi. Đi đâu? Hết chân đi đâu? Chậm chạp hả? Hai, ba, bốn. Ừ.
mệt không cưng? Trâu bò hay gì mà không biết mệt? Chơi nữa không cưng? Chơi chơi, nhưng mà bây giờ không chơi hết đất nữa. Bây giờ chơi ai thua tét lọ nghệ lên mặt nè, dám chơi không? Bắn ngu mà chơi toàn hư độc không bay. Chơi thì chơi. Rồi, vô. Bắn trước đi con bò. Yeah. Con bò hả? Làm gì vậy? Đâu làm gì đâu. Sợ bắn mất hút thôi mà. Đi đâu hả? Tính bỏ chạy hả? Không có. Tính vô nhà uống nước không à. Đưa cái mặt bự đây. Đưa cái mặt đây. Chơi nữa không cưng? Chơi thì chơi. Có lẽ lần này thua đó sao? Rồi, vô. Bắt trước đi con bò. Ê, chụp hụt nha. Tính thù anh hả? Không có đâu. Thấy cưng á. Làm gì hả? Đề phòng bỏ chạy thôi. Quá đẹp trai. Ngay không chơi nữa. Dạ alo. Có hàng rồi hả chú? Dạ con ra liền. Cảm ơn chú, bye chú. Thank you.
vô không nhắm rồi. Con kiến còn chết nó chi với cái chai đó. Muốn gì nữa đây bạn? Bây giờ tôi với bạn trở lại nè. Hồi nãy thua, cái mặt như con mèo mà còn chưa sợ hả? Có gì đâu phải sợ. Bây giờ không bắn chai nữa, bắn bong bóng à. Dám chơi không? Sao quá sao bắn tới? Vậy mới hay. Rồi, chơi luôn. Chơi. Ở đâu ra vậy? Mới mua chứ đâu. Chơi ăn gian nha. Có quyền. Ê, con chuẩn mục nha lên. Coi, coi anh nè. Nhắm cho kỹ vô, có trật thục đó. Con nhắm này á, bắt con kiến còn chết á, nó chi mấy cái bong bóng này. Mặt bự đây. Đưa cái mặt bự đi coi. Đẹp trai. Xối ca. Ôi hoài. Chơi nhàn quá. Nghỉ, không chơi nữa. Chạy hả cưng? Nhớ đăng ký nha các bạn. Dán. Muốn gì đây? Chơi mở tí. Con giờ rồi, làm lại nha. Rồi chó. Rồi. Dán. Muốn gì đây? Thịt bắn lắm hả? Bây giờ tôi và bạn ở ngoài sân thi đấu nè. Dám chơi không? Cắt. Ok đó. Đưa cái mặt bự đây coi. Chân mày nè. À.